trước khi em bon để nhà trẻ còn phục vụ dọn dẹp các thứ như thế này. Chờ bố một xíu. À, em bon còn phải phục vụ để dọn viết. Hai bố con đang tập thể dục buổi sáng. Nhiệm vụ của Thúy xong rồi. Thúy đã gọi món burger của Phần Lan. Bây giờ đang chờ lấy để lấy số 181. Bây giờ mới đến số 167. Đang chờ để lấy burger cả nhà. Hôm nay đang rất là đông. Mọi người xếp hàng đang rất là đông á. Skin em. Đây là bạn của Thúy đang ngồi chờ. Hai đứa đang ngồi chờ để lấy burger. Thúy chỉ lấy burger, không có lấy khoai tây hay là nước uống. Tại vì chút nữa Thúy muốn uống trà sữa. Tại vì trà sữa ngọt rồi và Coca-Cola cũng sẽ ngọt. Và đây là phần ăn của bạn Thúy. Chỗ này là view ra bên ngoài đường á cả nhà. Đây là cái nơi mà Thúy hay đến đây với cả em Bon, với cả gặp bạn ở đây. Nhà Thúy vừa uống một ly trà sữa khoai môn. Của Thúy là 50% đường, còn của bạn uống ở mức đường bình thường. Bây giờ hai đứa đang uống trà sữa, bây giờ thì sẽ chỉ cho bạn nói yo tiếng Việt, cheers on Vietnamese, yo normally me sao nào me 1 2 3 yo một hả ba một hả ba yo một hai ba yo. Bây giờ hai đứa sẽ đi về. Bây giờ Thủy đang đi bộ để về nhà. Thì đây là cái đường tàu này cả nhà. Hai bên là đường đá như thế này. Có nhiều người hỏi là ở bên này tại sao đi ra ngoài không mang khẩu trang. Thì phương tiện công cộng thì người ta vẫn khuyến khích là mang khẩu trang. Nói chung bây giờ bên này chỉ là khuyến khích mang, không phải là bắt buộc nữa. Cũng như là vào một vào trung tâm mua sắm hoặc là nhà hàng á. Và mỗi trạm tàu đều có thang máy lên xuống như thế này. Thứ nhất là tiện cho những người xách vác nặng hoặc là đi xe đẩy em bé hoặc là những người đi xe lăn á. Trời nắng và tuyết khắp nơi như thế này thì nhìn cũng rất là sáng cả nhà. Wow. Nha, ngồi trượt xuống nha, hai chị em trượt xuống nha. Đây. William nha, ta-da. Ở đây. View. Oh. Rồi chị bé từ từ, chị mệt lắm từ từ đó. Ô. Oh. Thế nào chị bé hả? Ôi. Chị mệt lắm, để chị chơi đi, đừng có bắt chị bé. Bé lên chơi hả? Chết quá trời. Con Kuruma. Con lạnh hả? Ngồi với chị thích quá, không muốn vào, không chịu vào nhà, thích đi chơi với anh chị thôi. Ngồi phải có chị mới chịu ngồi cơ. William ơi, về nhà nhá. Em Bon, đi về nhá, bây giờ đi về nhà nhá. Đi về nhà nhá.
Không ạ, à, tại sao? Thích chơi với chị hả? Nhưng mà con mệt rồi. Ha ha sao? Ê, hà luôn, mình là cô tìm. Mà ta hàn từ casino. Yo, em cảm ơn ta nụt on a pime. Đi về thôi con. Cảm ơn cho chị nhá. Bây giờ mình đi về nhá, 6 giờ tối rồi. Về nhà ăn cơm rồi đi ngủ nhá. Đi về thôi. Đang nằm đây người chị đâu nào, không muốn về hả? Đi về nha. Đi về. À, muốn vào nhà chị. Thôi mình đi về nào, mày chưa? Em Bon không chịu về, em Bon đòi vào nhà chị Diana chơi và vẫn cứ kéo tay chị á, thế là bây giờ chị phải tiện em Bon về nhà, phải bế em Bon về nhà. Mẹ bế em Bon không cho, em Bon muốn đi với chị cơ. Bây giờ đã là 6 giờ tối rồi á cả nhà. Bữa nay trời bắt đầu sáng dần lên rồi. Tội chị Diana người bé tí mà cứ bế phải bế em. Bye.